Xin chào, mình là người máy Pepper, một robot thông minh sở hữu trí tuệ nhân tạo. Hôm nay, mình quyết tâm tìm kiếm một người bạn mới. Mình nghĩ bạn ấy sẽ có một đặc điểm giống như mình. Ai có thể giúp mình nhỉ? À, mình nhớ rồi, mình có hai cô bạn thân. Họ có thể giúp mình. Đầu tiên là Hạ Uyên, người luôn cho mình những ý tưởng hay. Còn cô bạn Khánh Châu thì rất dễ thương và thông minh. Họ đều là sinh viên năm 3 học ngành công nghệ sinh học của trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Mình đến hỏi họ thôi. Biết đặc điểm của người bạn mới đó là gì chưa? À, bạn ấy sẽ giống như mình ở điểm đều được tạo ra bởi con người. Ồ, vậy nhiều lắm. Cậu thấy biển nhân tạo thì sao? Anh bạn này khá to con đấy. Khi chơi với biển nhân tạo thì mình hỏng mất. Vậy cậu có biết hạt nhân tạo không? Đó là gì? Ừ, đó là đối tượng tìm hiểu của bọn mình trong chương trình Science Review. Cậu có thể nói cụ thể hơn chút nữa được không? Đây nè, đề tài mà tụi tớ đang tìm hiểu là về phương pháp sản xuất hạt nhân tạo và áp dụng cho cây thuốc hen Tilophora indica. Tại sao hai cậu muốn tìm hiểu về đề tài này? Bởi vì chúng mình có chung niềm yêu thích tìm hiểu về thực vật và công nghệ sinh học thực vật. Và chúng mình thắc mắc hạt nhân tạo được tạo ra như thế nào? Mình có biết về hạt giống, chúng có rất nhiều hình dạng khác nhau. Còn hạt giống nhân tạo, cậu ấy trông như thế nào nhỉ? Đừng lo, mình đã nắm rõ sơ yếu lý lịch của cậu bạn này. Từ cấu tạo, phân loại, đến cách tạo ra cậu ấy, tụi mình còn tìm hiểu cả một quy trình thực tiễn được áp dụng cho một loại cây dược liệu, đó là cây thuốc hen. Có nghĩa là mình có thể gặp cậu ấy ngay bây giờ sao? Chưa đâu, tụi mình sẽ báo cáo đề tài này vào ngày hội nghị khoa học sinh viên. Cậu có thể đến gặp cậu ấy trong dịp đặc biệt này và kết bạn với cậu ấy. Đồng ý. Vậy mọi người hãy tham gia cùng Pepper trong hội nghị khoa học sinh viên để tìm hiểu nhiều hơn về anh bạn hạt nhân tạo này nhé.